Thời gian qua, huyện Phù Cử tập trung tiến hành chi trả tiền cho các hộ có diện tích đất ruộng cần phải thu hồi của dự án trọng điểm đường Tân Phúc - Võng Phan với số tiền trên 130 tỷ đồng. Chủ đầu tư và chính quyền huyện Phù Cử đã tiến hành chi trả cho trên 480 trong tổng số 500 hộ tại 6 xã Tống Chân, Đình Cao, Minh Hoàng, Đoàn Đào, Minh Tiến, Nguyên Hòa. Với diện tích đất nông nghiệp trên 53 ha, tổng số tiền chi trả 130 tỷ đồng. Các buổi chi trả diễn ra công khai nhanh gọn, tất cả các hộ có diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi đều đồng thuận sẵn sàng nhường đất cho dự án. Số hộ còn lại chưa nhận tiền, đa phần không có mặt tại địa phương hoặc chưa được xác minh rõ ràng nguồn gốc đất. Thời gian tới, huyện Phù Cử và chủ đầu tư tiếp tục rà soát để đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các hộ còn lại.